Đây là cái chiếc thuyền của chú Ba để đi vớt những cái xác ở trên sông. Cho con trải nghiệm, con lên đây con ngồi thử. À, giờ nước lớn rồi. Cái nhà của chú Ba kìa, mưa theo. Nói tôi thì nói thẳng ra là y như cái người chạy xe ôm ở trên bờ vậy. Tôi có chiếc ghe này, người ta xe ôm ở trên bờ, tôi xe ôm ở dưới sông. Dạ. À, chú Ba năm nay là mình bao nhiêu tuổi rồi chú Ba? Tôi sinh 1957. Dạ. Cũng được 64, 65 tuổi rồi. Là mình sống ở đây là được khoảng bao nhiêu năm rồi chú Ba? Nói thẳng ra là sống từ ngày mà tôi ở chính thức ở đây đến giờ thì này tôi có vợ đến giờ là 1977 đến giờ. Còn trước nữa thì tôi đi với bố tôi ra đây làm, đi sáng đi chiều về, nhà ông bà già tôi ở Cò Bắp, ra đây làm xong rồi về. Rồi từ ngày mà bố tôi hai vợ chồng tôi lấy nhau, bố cho tôi ra ở riêng cho một cái ghe, ra đây tự sống tự làm tự ăn tới ngày nay là trên dưới 47 năm rồi. Tôi xin nói cho chú nghe, tại vì tôi cũng không biết là em nghĩa mà như thế nào, nhưng mà tối vừa mà đêm 14 thì thân nhân của nghĩa có ra nhờ tôi đi kiếm xác nghĩa. Tôi nghe nói đâu là thân nhân của nghĩa nói một câu là ở dưới thức phường 27 ở Bình Thạnh này, xác em nghĩa trôi ở đấy. Thì người ta tới đây là lúc bây giờ là 11 giờ gần 12 giờ rồi, còn chừng 15 phút là 12 giờ thì nhờ tôi chạy ra để kiểm soát em nghĩa ở chỗ phường 27 á. Thì vì cái quán cà phê đó là người ta thấy xác em nghĩa chết tôi ở đấy, thì tôi người ta nhờ tới đây thân nhân của nghĩa chúng đi nói thôi là chúng ra tôi chạy tới cả thân nhân. À đúng rồi, xuống như đó mà không có. Dạ, không có. Không có, nghe thông tin ở đấy người ta nói là một câu là cái xác kia đấy trôi xuống phường 25 quận Bình Thạnh rồi, công an tới rồi đưa đi rồi. Tôi mới thấy nói như vậy thì tôi quay về tôi nói với lại thân nhân ghé một câu là bây giờ mình lấy xe thì chạy đây xuống như thế coi, nếu mà bên công an mà tiếp nhận được rồi mày cũng báo cho ta biết, còn không chưa có thì mày cũng báo cho ta biết để tao ở đây từ bây giờ tới sáng ngày mai tao nghe tin tức, ai có thì tao tới với người ta báo cho mày, không có thì 6 giờ sáng ngày mai ngày 15 mình xuống sáng ra mình xuống đây tao ta đi kiếm tao mày đi kiếm. Thì nó bảo vâng dạ chắc mai chắc con mà nhờ chú đi kiếm cho con rồi. Thì nói nó bên thân nhân của nghĩa là sáu đúng 6 giờ xuống đây đi, người ta đi thì chưa đi mà thân nhân của nghĩa chưa chứng tới đây thì phát hiện là trên mấy trên này người ta đi dưới cá, người ta thấy ở trên này người ta gọn tôm thì tôi lên trên những cái kéo bên này đi gặp cầu vịt lợn này, rồi tôi gọi cho thân nhân nghĩa tới rồi tôi báo cho chức năng công an ở địa phương đây ra làm việc. Thì bà con của nghĩa nói với tôi một câu là con nghi giống xác của em nghĩa con quá. Cái thế mà nếu mà cứ để từ từ để chức năng xuống làm việc coi em là một coi giấy tờ này cái nọ quần áo có
con thấy quần áo thì giống rồi đấy, nó nói một thân nhân đấy, nó nói câu là quần áo thì giống rồi đấy, nhưng mà còn cái giấy tờ này thì không biết đúng hay không. Thì chức năng xuống bây giờ lục ra thì có cái bóp giấy chứng minh nhân dân của nghĩa rồi, có thẻ ra đi em rồi đầy đủ hết, có tiền luôn. Thì nhân dân của nghĩa mà đúng em còn rồi. Thì công an tới làm việc, mới là vì công an phường, sau thì thấy công an quận điện công an thành phố xuống làm việc. Tôi thì cũng bên công an thì phối hợp với tôi cũng phối hợp với công an làm giấy tờ, rồi tới mà 12 giờ mới đưa thi hài đi được, gần 12 giờ 11 rưỡi mới đưa em nghĩa về nhà xác Bình Hòa Hương Hòa. Dạ, chú ba cho con hỏi là mình làm cái nghề vớt xác này là được bao nhiêu năm rồi chú? Chính thức là hai vợ chồng tôi, từ ngày tôi lấy vợ đến giờ là 20 tuổi bắt đầu. Dạ. Bắt đầu là tôi nhận, từ ngày tôi lấy vợ là tôi làm bây giờ. Còn trước đó là đi bố tôi thì bố tôi chỉ tôi làm, đã học rồi bố thôi. Dạ. Bố tôi cũng làm coi như đánh cá rồi thấy xác, rồi bố tôi cũng làm kéo về trình báo cho địa phương. Hồi xưa bố tôi cũng kiếm người vớt xác rồi đấy, tôi học đòi sao bố tôi vô rồi bố. Hồi đó bố tôi nói thẳng là chết đuối nhiều, không có từ từ như bây giờ mấy. Bây giờ từ từ quá rồi, người ta chết đuối mấy đứa nhỏ nhỏ tắm chết đuối rồi, người ta nhờ là bố tôi thì bố tôi phải đi kiếm, kêu tôi đi. Bố tôi chỉ có làm như thế được. Nhưng mà dạ, chú ba thì làm nghề là vớt xác cũng nhiều năm như vậy, thì chú có thể có nhớ được là mình vớt là tầm khoảng bao nhiêu xác thì chú? Nhiều lắm rồi, không nhớ được, có ngày hai ba cái không chịu. Có ngày hai ba cái, có ngày trước cái, ngày sau cái. Có khi thì một tuần lấy liên tục, có khi một tháng mới có cái không chừng. Cứ bình quân tôi thì một năm của tôi cũng được khoảng 20 cái sáng. Còn cái người mà tôi cứu sống không tính. Đây là chú Ba Trúc, thì cũng có nhiều người trên clip thì cũng hỏi thăm số điện thoại của chú Ba để có việc gì đó thì cũng nhờ chú Ba giúp đỡ. Chú Ba có thể đọc cho mọi người biết số điện thoại của chú Ba. Số điện thoại của tôi là 090 9850 546. Hôm nay là ngày 16 tháng 2 năm 2022, thì Minh cũng đến gặp chú Ba và cũng được chú Ba chia sẻ. Thì cái thông tin về em Nguyễn Văn Nghĩa thì hiện tại gia đình cũng đang tổ chức đám tang cho em ở dưới quê. Hình như là con cũng có nghe cái thông tin là giám định tử thi chú Ba, thì có phát hiện ở trong dạ dày có chất độc. Dạ. Đó, thì không biết là như thế nào, thì cơ quan chức năng thì người ta cũng đang mở rộng điều tra. Bữa mà chú Ba mà thấy thi thể của em Nghĩa là nằm ở đâu chú Ba? Ở trên cái lùm cây cách đây. Dạ, cái lùm cây xanh xanh đó chú Ba. Trên lùm cây một đó. Dạ. Rồi được lùm cây chở cái lùm cầu đây. Dạ. Trình báo cho bên công an. Dạ. Để làm thủ tục giấy tờ. Mới đầu thì làm công an địa phương phường 13 đây. Yeah. Quận kêu thành phố xuống làm. Yeah. Thì không hiểu là em Nghĩa bị cái gì chết. Yeah. Cái chuyện đó thì công an. Yeah. Chuyện đó cơ quan chức năng người ta có thẩm quyền nghiệp vụ điều tra. À. Yeah.
nhưng mà cũng khán giả thì người ta cũng rất là quan tâm và rất là tiếc thương cho số phận của em Nghĩa. Dạ, mới có 19 tuổi, học cũng rất là giỏi, rất là ngoan, rất là lễ phép. Đó, thì cộng đồng mạng cũng rất là quan tâm về cái sự mất tích của em, cũng như là em ra đi rất là đột ngột, đúng không chú ba? Mình cũng phải nói là rất là xót thương. Rất là thương tâm. Dạ. Tôi là thấy rất thương tâm. Dạ. Sống hiện. Rồi mai mốt này em Nghĩa rồi, nếu mà trời đất mà không lấy mạng sống thì mai mốt có thể là một người ra giúp nước trắng, hay là một người tài giỏi chống đất nước mình trắng. Dạ. Cái đó là mình thấy là mình quá xót thương. Dạ. Quá xót thương với tuổi đời của em còn rất trẻ. Dạ. Theo như chú ba nghĩ thì cái sự ra đi của em Nghĩa này thì quan điểm của chú ba là chú ba có nghi ngờ cái gì chú ba? Cái chuyện này tôi không dám nghi ngờ. Dạ. Tôi không dám nghi ngờ đâu, thì cái sao không? Cái đó thẩm quyền chức năng mới biết được. Dạ. Thì khám nghiệm hiện trường thực thi mới biết được, chứ còn mình người thân mình tôi chỉ biết là chết kéo. Cô dạ. Đây kéo về trình cho công dạ. An chức năng thôi, nhưng mà mình đâu có biết được. Dạ. Chung là cơ quan chức năng, cái nghiệp vụ sẽ khám nghiệm tử thi để điều tra. Dạ. Nhưng mà mình cũng rất là xót thương cho em. Mình thấy dạ. Là rất là xót thương cho em nữa. Chứ còn cái vụ mà người khác hại hay không là cái đó là mình không được biết. Dạ. Mình thấy vậy thì giúp đỡ cháu vào bờ, rồi giúp đỡ cho gia đình của anh Nghĩa biết cái thông tin em chết thì như thế vậy, rồi dạ. Công an chức năng thấy như vậy do làm thủ tục cho em Nghĩa dạ. Thôi chứ còn mình không biết lý do dạ. Chết thì không mình không biết được. Dạ. Dạ. Nói chung là pháp luật thì lúc nào là cũng là công chính liên minh. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Đúng rồi. Bữa mà ngày 15 tháng 2 là ngày hôm qua là lúc đó là một cái người lưới cá coi như là nó thẳng ra là người ta chạy ngang. Dạ. Người ta đi làm á, chạy ngang người ta gặp. Dạ, gặp rồi báo cho gặp. Chú ba thì đây mới đây người ta chạy xe xuống đây người dạ. Ta mà chú ba trên này có cái xác này mà thì thấy nó cũng giống như là xui khiến chú ba chạy nó thẳng thương ra, cũng xui khiến nói thẳng ra trên sông này thì nói thẳng là ở đâu có cái xác chết trôi thì người ta cũng điện cho tôi. Dạ. Cho tôi biết tôi tới giúp đỡ. Hồi xưa thì nói thẳng ra ban đêm cũng đi, ngày cũng đi, bây giờ thì nói thẳng ra ban đêm mắt là kém. Chú ba giờ cũng lớn tuổi rồi. Mắt là kém, không còn nhạy bén nữa mà để là tối ra là bỏ tay không nhìn thấy đi gì mà để chạy nữa. Thế nên là thua. Ban ngày thì cỡ nào cũng đi hết. Ngồi đây mà ban ngày là người ta điện nào. Ở đâu là đi đi. Dạ. Thế là ngày xưa sức khỏe chú ba còn đúng có rồi. Thì chú đúng ba rồi. Cũng là coi như là hoạt động liên tục. Đúng rồi. Còn giờ thì ban ngày thì được ban ngày thì bữa nọ là người thân cũng nghĩa xuống đây nói vừa khóc, rồi tôi cũng phải rủ thêm hai đứa em tôi nữa thì dạ. Chú mày xuống đây phụ ta với đi tìm kiếm cho thân nhân cho người ta. Dạ. Vì mắt mình nhìn không thấy lái không được, cái đâm mà xà lan rồi đâm mà cầu cũng không được. Có nhiều cái tai nạn mắt rồi không né nó cứ lùi qua đây lưu thông qua cái cầu này hả chú ba? Dạ. Mọi người thấy đây là giờ cũng chiều rồi, nước đang lớn rồi chưa, rồi cái mực lớn là nước lớn là nó cỡ tới đâu chú ba? Đó nó có lên cái mặt á, cái nút bí với cái cầu cái dòng nước ở đây nó chảy rất là xiết luôn hả chú ba? Yeah. Đây nói thẳng nha là thiền tôi là không có cột nữa, nên tôi chỉ có lòng làm mà gấp là yeah. Để khi mà có một cái sự cố gì chú ba cột ở đây hay là gì đó thì đó này yeah. Tôi đâu có cột đâu.
Dạ. Chú Ba để vậy là không có cột, không có xích lì không gì luôn. Đi này. Đó, cầm cái nhưng mà lỡ như mà mất chạm mà sao chú Ba? Không. Dạ. Làm cho lẹ để nghe chứ nếu mà dạ, làm lẹ để cho cứu người cho nó nhanh. Cho nó nhanh. Dạ, chủ yếu là cứu người. Cứu người cho nên phải chạy đề máy này chạy. Dạ. Chú Ba cho con hỏi là hoàn cảnh của chú Ba thì con thấy là một cái căn nhà cũng ven sông rất là đơn sơ. Thì anh em của chú Ba là cũng ở sát bên luôn hay sao chú Ba? Thì có đứa em ở phải sát bên. Cũng là những cái nhà tạm bợ trôi nổi trên sông. Cái này khác, còn dạ. Mấy đứa em ở dưới ghe. Tôi năm đứa con. Dạ. Năm đứa gà. Dạ. Là ở dưới quê hay là ở thành phố? Lấy chồng mấy đứa mà ở mình ơi. Nhưng mấy nhà mấy đứa ở mình. Dạ. Cái thì ở Gò Vấp, cái thì ở Cụ Chi, cái thì ở mấy Đồng Tháp. Thì quê chú Ba là ở đâu? Quê gốc của ông già thì ở ngoài Bắc. Dạ. Là ở Vĩnh Phúc. Ông bà già vô hồi 54. Dạ. Rồi mới vào cái miền Nam mới sanh tôi. Dạ. Sanh tôi đã sanh ra và lớn lên tôi ở Cò Vấp. Dạ. Tôi là sự gia lạc cái này làm ăn sinh sống ở đây. Ngoài những cái việc nghĩa để giúp tìm những cái nạn nhân xấu số ở trên cái đoạn sông Sài Gòn này á, thì con thấy hoàn cảnh của chú Ba cũng rất là khó khăn, thì cái nguồn kinh tế như là xăng cộ này kia thì nói chung con thấy rất là khó khăn luôn. Thì chú Ba cảm nhận như thế nào? Từ nói hàng giá thì đi chạy đò, dạ, đi đồ cá bóng xanh rồi ta nhờ đi đâu mình làm đấy thì thứ nhất là có đồng tiền ăn, thứ hai là có đồng tiền đổ dầu đổ xăng để giúp đỡ. Ghe này là người ta cho, ghe máy là người ta cho hết, người ta mới cho cái ghe này nay được đóng trong Tết. Cô cho tôi 24 triệu, coi như là một cái ghe này 24 triệu. Để tôi làm thứ nhất là tôi làm kiếm sống, thứ hai nữa là giúp đỡ cho mọi người. Dạ. Phải nói là rất là cảm kích chứ những cái nghĩa cử cao đẹp của chú Ba Trúc. Thì sẵn trên clip thì cũng có số điện thoại của chú Ba, thì mọi người có thể khi nào có việc thì có thể liên hệ với chú Ba. Dạ. Đây cũng có nhiều chiếc xuồng quá ha chú Ba, cũng neo đậu ở đây. Dạ. Cái xuồng cái là bên báo dân trí cho. Bên báo dân trí cho chú Ba chiếc xuồng này nữa. Dạ. Thì nó cũng yếu quá rồi mà người ta thấy cái ghe yếu người ta cho thêm chiếc này cho mạnh mẽ thì đi làm được cho báo nhân chi cho chiếc đó thì nó cũng bể muối bể rồi nhưng mà cũng thù đó. Khi mà người ta mà thanh niên nào đôi khi người ta nhờ mình phải có hai ba ghe đi cập kiếm cho người ta. Thì vì dòng sông này ra thì gió bèo để mà ở trên bờ rồi mà em gió bèo đặt sông kiếm mình kiếm khó, phải có hai ba ghe một chiếc hai chiếc hai bên một chiếc ở giữa kiếm mau lẹ cho người ta. Phải nói là cũng không phải là đơn giản mà để làm những cái công việc cũng rất nguy hiểm luôn chứ ba. Như là phải là có sức khỏe và cái tấm lòng. Đúng rồi, đúng rồi. Làm cái này phải có tâm. Dạ. Thì mới làm được chứ còn mà làm. Nhưng mà cũng mấy chục năm rồi mà chú Ba cũng vẫn giữ vững cái tâm huyết của mình là cứu giúp những nạn nhân xấu số, như là có những người có ý định nhảy cầu. Thì con thấy cái cầu Bình Triệu này là ngày xưa là cũng có rất là nhiều những cái vụ nhảy cầu đúng không chú? Đúng rồi, tôi nghe tôi cũng mà chạy ra ngoài đó. Dạ. Nếu mà mình cứu được mình chứ không cứu được thì phải chịu thôi. Dạ. Xa quá, ngồi đây mà ai người ta điện ra là phải đi. Dạ. Rồi là lấy bánh nước là mà chạy ra ngay ở bến xe ngay ở đây này. Dạ. Ngay ở đây này, ngay cầu này hay mà cầu Sài Gòn người ta điện
đúng rồi, chạy. Chú Ba cũng chạy ra đó luôn. Dạ, mà đó. Cứu được cũng chạy, mà không cứu được cũng chạy. Cứu được một người như là xây 9-7 tầng tháp vậy chú Ba. Nói chung ra là nhiều lúc mà khi mà có một cái gì đó mà người ta nhờ mình cầu cứu là... À, là mình phải biết sẵn sàng ngay, không để giúp đỡ. Dạ. Thấy chú Ba thì thấy tới đây cũng hai lần, thấy chú Ba cũng ở chằng là cũng quen hả chú Ba? Đúng rồi. đơn giản. Dạ. Thường thì những cái vụ nhảy cầu vậy á, thì chú Ba có biết là nguyên nhân như thế nào chú Ba? Ôi, nó đủ thành phần hết, mình không nói được. Dạ. À, nợ nần rồi, thiếu nữ thì bầu quỳ rồi, nói đủ mọi thứ hết, thành phần hết rồi. Dạ. Trẻ thì coi như là bầu quỳ. Dạ. Còn thanh niên thì nợ nần. Dạ. Bắn bóng gì nữa rồi, già thì con cái bảo bố mẹ bán nhà đi rồi sau gửi vào trong dương láo thì xài hết rồi bỏ rơi trong này, cũng gia công vậy đủ loại không thể nói được. Dạ. Chú Ba là bên đạo nào? Tôi bên Công giáo. Công giáo thì trước những cái mà cái thực trạng đau lòng như vậy á, thì chú Ba có cái lời khuyên gì đến những người mà có những ý định nông cạn vậy chú Ba? Thì tôi cũng mong muốn cho tất cả quý vị biết là con người ta sinh ra và lớn lên, bố mẹ sinh ra và lớn lên, mình không biết có trải nghĩa được cho bố mẹ chưa. Dạ. Cho từ đó chưa mà mình gieo mình xuống sông. Tôi thấy là con kiến nó còn mới sống mà, không muốn như con người. Mắc một cái chuyện gì mình cũng phải bình tĩnh, đừng nên nông cạn. Tôi cứu rất nhiều người nhưng mà khi mà người ta ở trên cầu người ta nhảy xuống, người ta nói với tôi một câu, con chỉ muốn chết thôi, nhưng mà tôi cứu được sống. Người ta lại yêu thương cái cuộc sống của người ta. Rồi tôi thấy nhiều người bỏ biết bao nhiêu tiền mà không mua được cái mạng sống. Mà nhiều sao mà cứ nhiều sao mà cứ đung đung nhảy xuống sông mà cái chuyện này là cũng không biết. Nói chung ra thì mình phải trân trọng nào. Dạ. Dù cho có áp lực đi chăng nữa, áp phải trân trọng cuộc sống của mình, trân trọng cuộc sống của mình. Phải nghĩ về cha mẹ của mình. Đúng. Sinh ra cực biết bao nhiêu cực khổ, bao nhiêu tiền bạc mình mới khôn lớn đến ngày nay. Dạ. Mà nhảy xuống sông mà phí cái cuộc đời quá. Con thấy theo như chú Ba làm cái công việc nghĩa này á, thì những nạn nhân xấu số khi mà rơi xuống những cái dòng nước như thế này á, thì chú Ba theo như cái kinh nghiệm của chú Ba thì bao thời gian bao lâu thì cái thi thể nó nổi lên chú Ba? Khi người mà trên như cầu này xuống mà chết chìm nằm đó đúng 24 tiếng hồ mới nổi. Dạ. Mà khi nổi lên lập lờ thì cứ thấy rồi đi, rồi coi như là nó cứ từ từ nổi cao, từ từ nó mới như nổi cao. Như nghĩa hôm qua như vậy là vậy, ba ngày. Khi mà chú Ba nhìn thấy thi thể của em Nghĩa thì chú Ba có thể thấy cái thi thể nó còn bao nhiêu phần trăm chú Ba? Cũng còn nguyên vẹn nhưng mà nó bị biến dạng. Biến dạng? Biến dạng mặt thì nó phù lên. Dạ. Trên tay thì chóc da. Trời. Chóc da trong đang cái thời kỳ phân hủy. Dạ. Mắt thì lồi ra. Dạ. Miệng thì há ra. Nhiều người còn thè lưới ra. Nhưng mà chú Ba nhìn thấy những cảnh đó thì trước mắt thì phải nói là rất là đau lòng. Đúng. Nhưng rồi. Mà để mà làm cho cái thi thể nó nguyên vẹn á, để phục vụ cho cơ quan chức năng trong quá trình điều tra đó, thì cái cách để mà mình di chuyển cái thi thể nó vô như thế nào chú Ba? Thì lấy dây. Dạ. Lấy dây trọng một tay. Dạ. Hoặc một chân kéo nhẹ nhẹ. Dạ.
gỗ neo à? Dạ. Chứ còn mà nhiều cái mà nó xình quá thì mình kéo kéo máy mặn này cầm giống kéo đít. Dạ. Đít. Chú ba có đeo sử dụng đồ bảo hộ gì không hay là không cần luôn? Không cần. Không cần cái gì luôn? Có một cái bao tay. Dạ. Bao tay giờ có dây phải không? Dạ. Dây muốn dây cái đầy. Dạ. Muốn mà 50 ký. Phải nói là một việc làm rất là ý nghĩa luôn mà không phải là ai làm cũng được. Dạ. Với những thi thể sau mấy ngày thì nó phân hủy và bốc mùi. Đúng dạ. Rồi. Lắm. Mà chú ba cũng không có ngại những đúng cái khó khăn. Đúng rồi. Dạ. Phải nói là rất là trân trọng những cái tấm lòng cũng như là cái nghĩa cử cao đẹp của chú ba. Thì qua cái video này thì cũng chúc cho chú ba có nhiều sức khỏe. Trước nhất là sức khỏe chú ba. Đây là cái căn nhà của chú ba đây mọi người. Hôm nay thì có đoàn phim đến nhờ căn nhà của chú ba để quay phim. Cũng đang ngồi trên chiếc xuồng của chú ba phỏng vấn chú ba nãy giờ. Ở đây là ngay ở cầu Bình Lợi. Cầu Bình Lợi là phường 23 quận Bình Thạnh. Phường 13. Phường 13 quận Bình Thạnh. Đường Nê Trang Long quận Bình Thạnh. Đường Nê Trang Long quận Bình Thạnh. Và cái cầu sắt đó là kêu bằng cầu Bình Lợi đúng không? Đúng rồi, cầu sắt cầu Bình Lợi. Dạ. Xe lửa chạy qua nhà lại. Chạy một chiều. Hai chiều luôn. Dạ. Hai chiều luôn hả chú ba? Dạ. Qua trong mà chiếc chạy lại có một chiều đúng không? Có một chiều chứ chú ba. Bữa con thấy nó chạy. Chiều, ở gần sông như vậy thì tuy là nó chật vật, mọi người thấy cái căn nhà của chú ba dựng từ cái miếng gỗ rồi những cái miếng tôn. Vậy thì trời mưa nó có dột gì không chú ba? Thì dột thì cũng có dột nhưng mà thôi. Gán chịu đựng. Mà lúc mưa xong rồi lại hết thôi. Dạ. Còn hơn ở dưới ghe mà ta nước suốt ngày. Ở dưới ghe thì lúc xưa là chú ba ở dưới ghe hả? À, xưa chú ghe vất vả lắm. Dạ, dạ. Ta nước suốt ngày, nước vô là phải ta. Dạ. Chú ba cũng có cái sức khỏe tốt là trời Phật cũng độ, cũng thương. Do chú ba làm những cái công việc rất là ý nghĩa, thiết thực. Tuy là cái hoàn cảnh của chú ba rất là khó khăn nhưng mà cũng dang rộng vòng tay giúp đỡ cho mọi người. Đấy là cái căn nhà chú ba tự tay dựng lên luôn hả? Không, cái này nhờ anh em. Nhờ anh em phụ. Dạ. Có anh em gia đình sống quay quần bên nhau cũng rất là vui đầm ấm. Cũng có một cái hạnh phúc. Con thấy cuộc sống giờ giàu hay nghèo gì mà quan trọng là cái hạnh phúc đùm bọc lẫn đúng nhau rồi, là nó quan trọng nhất rồi, chú ba. Đúng rồi. Dạ. Có nhiều ăn nhiều. Đúng rồi. Quan trọng là sức khỏe của mình. Đúng rồi. Dạ. Mình làm tốt thì trời Phật thương. Đúng rồi. Cái chiếc xuồng này chú ba chạy khoảng gọi là bao nhiêu lâu nó mới như thế nào chú ba? Cái máy này hả? Dạ, cái máy này nè. Nó có tốn nhiên liệu nhiều không? Hai ngày thì hết 10 lít dầu. Hai ngày chạy hết 10 lít xăng? 10 lít dầu. 10 lít dầu. À. 10 lít, 1 lít là bao nhiêu chú ạ? 1 lít qua... 1 lít thì chắc là chừng 17, 18 ngàn. 16, 17 ngàn. Thì cứ mua chừng độ 100, 200. 200 rồi thì chạy được... 2 ngày. Dạ. Chú ba cũng chạy nhiều chú ba. Thời gian này chú ba chạy nhiều không? Nếu mà chạy như chạy đi xuống cầu Sài Gòn. Dạ. Chạy về chạy đi khoảng 4 lượt. Hết. Hết cũng tầm bao nhiêu cầu? Hết khoảng chừng 6 lít, 7 lít. 6 lít hả chú ba? Ừ, 6 lít. Vậy cũng tốn nhiều chứ hả? Dạ, chạy vô. Dạ. 5-6 lít. Ví dụ như mà có ai thuê chú ba đi thả cá phóng xanh nào là chú ba cũng đi dạ. Luôn. Dạ. Đi luôn. Dạ. Gần hay xa gì cũng đi luôn cũng hả chú đi ba? Đi hết. Dạ. Như là dưới Thủ Đức hay là dưới quận 1, có xác chết trôi, công an điện cũng đi luôn. Cũng đi luôn, dạ.
cái nào mà cảm thấy mình đi đẹp cũng đi không cái tối là không dám đi. Dạ. Tối thì mắt nó kém. Tối là chú lớn tuổi rồi, à, chạy cũng kém. Dạ. Chứ ban ngày là cỡ nào cũng đi hết. Thì mọi người có việc, có công việc gì hoặc là đi du lịch gần nhà chú ba chở đi đi đúng không? Đi đi luôn hả? Đi luôn. Từ đây chở xuống miền Tây chú ba đi nổi không? Không không gần gần đây thôi, gần gần đây nổi du lịch Sài Gòn phải không? Sài Gòn thì đi được miền Tây nhá, miền Tây xa lắm, đi một mấy ngày phải đem tới thì làm sao đi. Mọi người có ủng hộ chú ba cứ liên hệ qua số điện thoại đó, chú ba chở đi du lịch nè, thả cá phong xanh hay là gặp những cái tình huống xấu thì mọi người có thể liên hệ chú ba giúp đỡ. Đúng rồi. Dạ. Sông này cũng thấy cá ụt quá hả chú ba? Cá này là cá bóng xanh. Con thấy có một cái đàn cá nó hay tới nhà chú ba, nó cứ là sao chú ba? Cá mùi người ta bóng xanh. Bóng xanh hả chú ba? Bóng xanh người ta về, nó về đây nó sống. Chú ba có cũng cho nó ăn uống chắc nó cũng tới thường đâu, nó tới không à? Đâu có cho gì ăn như thế, mình rửa chén như thế thì nó bu lại đó. À nó có ăn mấy thức ăn thừa à, chứ còn mình đâu có nuôi đâu. Nước cạn, nước cạn nổi lên cái nó đi đâu hết. Dạ. Nước lớn nó lại về đây. Con thấy ở chỗ nơi mà đưa em Nghĩa lên đó chú ba, con thấy có cúng kiến là ngay cái ngày hôm qua là cúng luôn hả chú ba? Có cúng người nhà tôi cúng, người ta cúng nhà tôi cúng tới thấp nha. Dạ. Kính vái cho em Nghĩa. Dạ. Mau siêu thoát. Dạ. Tức là thi thể nào mà khi đưa lên thì cũng phải thắp cúng hương cho mà người ta vài nén hương nha. Dạ. Để ăn một cái lòng người ta. Như là để cho cái hương linh nó được ấm áp. Đúng. Thấy có nhiều người nghi ngờ con mình bị té sông té suối thì cũng thắp hương, cũng nhờ ơn trên để soi đường chỉ lối để mà mau tìm thấy con của mình. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Chú ba mấy giờ mới ăn cơm? Tí nữa xong cái đoàn phim này. Dạ. Xong rồi. Dạ. Ăn cơm được. Căn nhà của chú ba mình quay lại cho mọi người coi đó. Rồi cũng gia đình của chú ba không ha? Anh em gia đình. Bà con anh em. Những cái chiếc thuyền làm thành cái ngôi nhà ở trên sông luôn. Tuy nghèo nhưng mà cũng sống rất là vui, lý tưởng chú ba ha. Ở sông nước nó mát đó chứ. Nói thằng ra là đây là tin nghèo quá, không có tiền mua nhà. Địa phương thôi. Dạ. Địa phương người ta cũng hỗ trợ cho mình. Cho dạ. Chứ ngoài thì người ta gửi mất rồi. Dạ. Đây là cây cầu đỏ. Dạ. Con thấy rất là đẹp không? Cầu này là người ta gọi là cầu Phạm Văn Đồng. Cầu Phạm Văn Đồng. Dạ. Chú ba tên thật là tên gì chú ba? Tên tôi là Nguyễn Văn Trúc. Nguyễn Văn Trúc sinh năm 1977. Sinh năm 1957. 1957. Dạ. Dạ thôi con cũng cảm ơn những chia sẻ rất chân tình của chú ba. Dạ. Yeah.